dốc nè. Suối này dạng tự nhiên á, suối bên này là suối nguyên này, đừng hiểm cho nó lửa luôn ha, không hiểm được mà bao nhiêu nước nó dồn xuống đây nè. Ủa có cây gãy kìa. Ủa có mưa gió gì lớn rồi ta, cây không tới lúc mục cũng đổ thôi, mưa gió thì cây cái này. Ủa, giống này mới đi. Giống mới nè, phải không? Cây dùng tôi luôn mà. Ồ, vậy là mới bị ngã đây. Cái này cái nhãn hả? Ồ, không phải. Cái lá nó giống này. À, đập, đập, đập. À. Trên đầu nó có bông bông bông, màu nó khác. Thằng cái gọi là thằng lằn núi hả? Ở đó 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 có bông đó. Hả? Đó đó đó. Đó. Ồ, oh, đúng là nó làm cái dây hay á. Dịnh đi xuống trơn. À, có dây này chú, dịnh đi xuống. Trời ơi, tụt cái quần. Hả? Ồ. Thấy biển. Hai Phật thủ đang đu dây đi xuống. Này đu dây hay kỹ Việt Nam. Chứ không phải đu dây Thái Lan. Đây này, tới đây có dây tiếp này. Ồ, khứu hốt không? Lỡ đá, lỡ đá. Tới đây hết dây rồi. Gì? Con đâu có quăng, con đâu có năng. Không phải, ý nó là ví dụ như ấy cái quăng cái là hai đứa té, đừng có đi chung dây. Không thấy cái lá đâu mà thấy cái bông nó mọc lên thôi nè. Yeah, I think it's coming.
phân đất. Đuôi tròn. Đuôi tròn. À, bóp cổ đó. Trời suốt bây giờ hoài sáng. Lớn quá ha. Ủa con gì nó kêu. Hả? Về rừng. Ủa cái gì hả? Chết rồi. Chết. Sao không chị? Trời ơi. À, đó đưa cái chân cho đừng đừng bước đá mà bước mấy cái hốc đó. Lâu lâu anh phải cố xuống ấy đó, đó chờ phải dịnh chứ không là trượt liền. Không cây này nếu mà muốn leo cũng dễ leo nè. Nó có đường bám bám bám. Đa bóp nhẹt. Đa bóp nhẹt. Này leo là cũng dễ. Ừ. Trời ơi, chết rồi. Chạy. Chạy chân. Bỏ vô vỏ luôn đi. Để cho cái vụ trợt cái quýnh cái bớt kia rồi xong. Trái gì vậy sao? Đâu? Trái gì? Ừ. Đỏ đỏ hả? Ủa quá trời đây nè. Ờ, à, nó ăn rụng xuống hả? À, cái là... cái hạt. Cái hạt của bách trái hả? À, trái nè. À, trái đỏ đỏ đó kìa. Nó cũng tách ra giống như cái kia đó, đúng không? Dạ. Yeah. Tách ra giống như kia. Ồ, cái hạt nó giống như... giống như hạnh nhân vậy thôi. À. Vỏ nó dày hả? Ồ, cái cây trái à. Trái nó bám đầy cái thân á. Leo qua. Ủa, à, ở trong này cũng có gà rừng mà phải không? Gà rừng tròn. Tròn hả? Có tròn sóc. Sóc thì nhiều đó. Còn thỏ thì bên phía bên kia. À. Thỏ phía bên sân bay. À.